Hiện tại là mình đang ở dưới một hầm ga xe lửa cách mặt đất khoảng tầm 30 mét, đang ở dưới lòng đất. Giờ mình sẽ đi cầu thang máy lên. Thì đây mình đi tới hai lần thang thang máy, nhưng mà thôi mình đi thang cầu thang máy đứng á, chạy một lần lên luôn mọi người. Đây là trong đường hầm đó. Các bạn thấy đường hầm người ta đẹp không? Đường hầm ga xe lửa rất là đẹp, rất là nhiều ngăn, nhiều học nè. Hai tuyến xe lửa luôn ha. Phải đợi. Quang cảnh City ở Melbourne đây các bạn. Thì sau khi mình lên ga xe lửa Hellermann. Đây cái ngày nào mà trời nắng ở mùa này nó rất là đẹp ha. Cái hoàn cảnh ở đây đẹp lắm. Ô trình đi đằng trước kia kìa. Rồi phải qua đèn xanh đèn đỏ. Má lụi khó. Cái người đây là không thi quốc tịch ở dưới Victoria mà chỉ bán nháo nè. Ở đâu? Ở đây cờ Úc đó đúng không? Cái đó là cái chỗ rạp chiếu phim á. Tàu lao không à. Thì cứ đi chỉ cho. À, bên nào? Lùi. Như thi quốc tịch ở Queensland này xuống nghe bàn đây chỉ nháo nhào. À, đây mọi người ơi, cảnh này đẹp quá, mình lưu lại cho mọi người. Đi cao, cảnh đẹp quá. Có một nhóm người đang đợi họ đi qua rồi kia, hình như là họ đi tour du lịch các bạn. Cảnh rất là đẹp luôn. Đây nè các bạn, đây là cái nơi mà các bạn sẽ ở sống ở Victoria, ở Melbourne sẽ thi quốc tịch ở đây. Australian Government Department of Home Affairs đây. Chúng ta tới đây ha, chúng ta sẽ gặp những cái người khi mà chúng ta có cuộc hẹn á, gặp những người nhân viên ở nước ngoài, họ sẽ cho mình đứng ở ngoài đợi khi mà có đủ số rồi bắt đầu mình sẽ vô trong này thi đó. Đó là ở Victoria, còn những tiểu bang khác thì những nơi khác ha. Bây giờ mình sẽ đi lang thang chơi. Đây là trạm xe bus. Bữa này đẹp quá. Jen. No. Đây là những cái đoàn họ đi tour, giờ đi chơi đó, có tour hướng dẫn họ đi chơi tham quan ở Melbourne đây các bạn. Wow, đây là quang cảnh phía trước. Chúng ta đi vào trong, phía trong này là gặp Melbourne Museum, viện bảo tàng ở Melbourne ở trong kia nè các bạn. Ở mùa này là những cái hàng xe tram chạy khắp thành phố. Hình như là ở nước Úc thì chỉ có thành phố Melbourne mới có tuyến xe điện thôi. Em chiều vậy rồi hả? Nhiều cái. Đây. nhóc của mình anh ngủ nãy đi xe lửa, đi xe train anh ngủ, thôi bây giờ anh dậy rồi. Mình sẽ đi quay ha. Mấy mẹ con để em đi nè, mình đẩy nãy giờ, giờ mình đi quay hình ảnh cho mọi người xem. Mình đang đi ở dưới một cái tòa building. Thực sự thì đó là một cái bệnh viện hồi xưa đây. Đây là những cái ô cửa. Ở dưới này họ có một cái lớp sắt này các bạn. Lớp sắt chắn lại. Có cô ba gì ở đây nữa hả?
Bạn nhìn thấy cái quang cảnh bên này, màu sắc nó khá là đẹp ha. Một điều rất là thú vị trong cái building này, có quán cà phê tên là Coba. Đây mọi người thấy không? Thấy chữ Coba đó. Và tiếp tục đây là quang cảnh. Trời hôm nay bệnh viện tư hả? Ồ, bệnh viện giữa bệnh viện chính phủ với bệnh viện tư, hai cái gần bên luôn hả? À, bệnh viện Vincent. Cảnh đẹp quá. Thời tiết bây giờ là 24 độ mà mình đi trong mát nữa. Mát mát, se se, lạnh lạnh. Nhưng mà ra nắng nó rất là khó chịu các bạn. Ra nắng nó rất là ngộp. Xe xe kia có cái tòa nhà St. Paul kia kìa, mấy mày. Đó, tòa nhà thờ đó. Dạ. Nhà thờ St. Paul, nhà thờ cổ nổi tiếng ở Úc. Ở video trước mình ở trên kênh Go TV mình có chia sẻ cho tất cả các bạn cái nhà thờ đó rồi. Bây giờ mình tản bạn ở Melbourne, đi về hướng Richmond nhé. À, thì các bạn, nhiều bạn rất là thích mình chia sẻ cái hình ảnh của nước Úc. Thì hôm nay mình tiếp tục mình quay lại chia sẻ về nước Úc cho mọi người thưởng thức. Nè, cái gia đình đi lang thang đi nè, hai nhỏ có trên bữa nay lớn rồi, đi bộ rồi. Đi một chút xíu vô mặc đồ ăn rồi. Mặc đồ le to quá vậy. Hôm nay con em mở rồi đó. Mình đang bước vào đường Victoria, khu vực của Richmond, khu người Việt sống ở đây. Đây cũng là một khu phố khá là cổ. Đây các bạn có thể thấy được những cái hình ảnh rất là Việt Nam ha. Hai đầu của cái cổng chào này, hai đầu là hai con chim lạc mà các bạn xem trên trống đồng Ngọc Lũ. Có thấy hình chim lạc và có cái biểu tượng chính giữa thì có thể là hạt thóc hay gì đó thì mình cũng chưa, có thể là mình sẽ hỏi thông tin sau. Bây giờ đang đi về hướng khu vực Swinwell. Thank you.